Thưa quý vị, tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2022 được tổ chức sáng nay, mùng 6 tháng 1 theo giờ Việt Nam ở Las Vegas, Mỹ, đại diện thương hiệu VinFast đã công bố chiến lược phát triển mới và công bố dải sản phẩm xe điện hoàn thiện phủ đủ cả 5 phân khúc. Cùng với kế hoạch trở thành hãng xe thuần điện, VinFast cũng chính thức công bố giải sáp điện hoàn chỉnh. Trong đó, 3 mẫu xe lần đầu tiên ra mắt thuộc phân khúc ABC là VF5, VF6 và VF7. 2 mẫu còn lại thuộc phân khúc D và E là VFE35 và VFE36 cũng được đổi tên thành VF8 và VF9. 2 mẫu xe VF8 và VF9 được trang bị các tính năng tự hành cấp độ 2+ cho các phiên bản Eco và Plus, cấp độ 3 và 4 cho phiên bản Premium, cùng nhiều ứng dụng tiện ích và giải trí thông minh. Chúng tôi sẽ có thể là có những tính năng tự động đổ và cả triệu tập xe tự động lái ở bên cạnh các tính năng hỗ trợ. Và chúng tôi muốn xây dựng ô tô của chúng tôi là một ngôi nhà di động. Và cũng như là điều khiển ngôi nhà thông minh, văn phòng di động, cũng mua sắm và cũng như là giải trí ở trên xe. Tiếp nối tương lai của di chuyển khởi hành từ LA Auto Show 2021, VinFast đã tiến thêm bước mới với việc dừng sản xuất xe xăng từ cuối năm 2022, tập trung hoàn toàn cho việc nghiên cứu, phát triển và sản xuất các dòng xe thuần điện. Đây là quyết định bước ngoặt, đưa VinFast trở thành một trong những hãng xe xăng đầu tiên trên thế giới chuyển hẳn sang thuần điện, khẳng định dấu ấn tiên phong, thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng xe điện toàn cầu. Và quan trọng hơn hết, VinFast đang bước vào hàng ngũ tiên phong trong việc sản xuất xe điện. Và từ đó thì mở ra tương lai của sự di chuyển dành cho tất cả mọi người. Vingroup đặt cho mình một sứ mệnh vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. VinFast sẽ chính thức trở thành hãng xe điện 100% vào cuối năm 2022. Đối với chúng tôi, chiến lược phát triển xe điện của VinFast được xây dựng trên tầm nhìn về tương lai của sự di chuyển, một tương lai được kiến tạo trên nền tảng dịch vụ thông minh và trải nghiệm khách hàng tốt. Cũng tại sự kiện VinFast Global EV Day, VinFast đã chính thức công bố giá bán và khởi động chiến dịch nhận đặt chỗ sớm cho 2 mẫu xe VF8 và VF9 tại Mỹ, châu Âu và Việt Nam. Tất cả các dòng xe điện VinFast đều được bảo hành với thời hạn lên tới 10 năm hoặc 200.000 km đầu tiên.